Kính chào quý vị khán giả bà con nông dân đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Chuyện Nhà Nông với chủ đề là chăm sóc lúa giai đoạn đẻ nhánh và làm đồng. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Đông An phối hợp cùng với Tập đoàn An Nông thực hiện. Chương trình của chúng tôi đang được truyền hình trực tiếp trên kênh LA34, đồng thời livestream trên Facebook Bích Thủy An Nông, kênh YouTube Long An TV. Kính thưa bà con, tham gia trong chương trình ngày hôm nay để giúp cho bà con có thêm những thông tin hữu ích để có thể là chăm sóc lúa giai đoạn đẻ nhánh và làm đồng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự tham gia của hai vị diễn giả quen thuộc. Trân trọng giới thiệu tiến sĩ Hồ Văn Chiến, chuyên gia bảo vệ thực vật. Trân trọng giới thiệu doanh nhân, nghệ sĩ Bích Thủy, tổng giám đốc tập đoàn An Nông. Cảm ơn thầy Chiến và chị Bích Thủy đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Bà con nông dân thân mến, chương trình ngày hôm nay chúng tôi vẫn mở tổng đài quen thuộc là 02723 833 833 để cho bà con có thể làm alo về, giao lưu trực tiếp cùng với hai vị diễn giả, đồng thời đã có cơ hội để nhận được quà của chương trình. Chương trình ngày hôm nay cũng sẽ tặng cho bà con nông dân hai phần quà. Phần quà đầu tiên sẽ dành tặng cho bà con có câu hỏi được bình chọn là câu hỏi hay. Và phần quà thứ hai sẽ dành tặng cho bà con tham gia trả lời câu hỏi cuối mà chị Bích Thủy đưa ra cho bà con. Nếu như mà ai trả lời chính xác cũng như là gửi về cho chương trình trong thời gian sớm nhất thì chúng ta sẽ tiếp tục nhận được quà của ban tổ chức. Và trong chương trình truyền hình trực tiếp Chuyện Nhà Nông kỳ trước thì câu hỏi chị Bích Thủy đưa ra cho bà con đó là đặc điểm nổi trội của thuốc chuột màu xanh nhập khẩu từ Hàn Quốc của công ty An Nông là gì? Với câu hỏi này thì cũng có rất nhiều bà con nông dân đã tham gia trả lời, nhưng trong số đó thì chúng tôi chỉ chọn ra được một vị khán giả có câu trả lời chính xác nhất. Thế liệu xin chúc mừng anh Lê Tấn Cường ở địa chỉ là 155/7, ấp Cầu Ván, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, có số điện thoại là 0918 266 025. Và câu trả lời của câu hỏi này đó là thuốc chuột nhập khẩu từ Hàn Quốc của công ty An Nông sẽ làm cho chuột chết chậm, không thấy xác, nhưng mà đồng ruộng thì sẽ không còn bị cắn phá, đồng thời cũng rất an toàn cho môi trường và gia súc. Chúng tôi sẽ liên hệ với anh Lê Tấn Cường để gửi quà cho anh qua đường bưu điện sớm nhất anh nhé. Kính thưa bà con, theo kế hoạch gieo xạ vụ đông xuân 2023-2024, thì tỉnh Long An xuống giống hơn 210.000 hecta, hiện đã có khoảng 70.000 hecta xuống giống và trong thời gian sắp tới thì theo tiến độ nước lũ rút sẽ còn hơn 140.000 hecta xuống giống theo kế hoạch. Qua khảo sát tình hình thực tế đồng ruộng ở các địa phương, thì ngành chuyên môn ghi nhận và khuyến cáo bà con nông dân cần lưu ý theo dõi các đối tượng dịch hại tập trung nhiều trên các chân ruộng lúa đông xuân vào giai đoạn đẻ nhánh và có chiều hướng gia tăng như là bệnh đậu ôm lá, ốc bưu vàng. Bên cạnh đó thì bệnh trái bìa lá, bệnh đốm vàng và tình trạng lúa ngộ độc phèn cũng gặp ở nhiều nơi. Biện pháp phòng trừ các đối tượng dịch hại này như thế nào? Bà con nông dân nên chăm sóc lúa trong giai đoạn đẻ nhánh và làm đồng ra sao để có thể là đạt được hiệu quả cho năng suất cao, có được một vụ mùa bội thu? Hãy cùng Thế Liễu tìm lời giải đáp trong chương trình ngày hôm nay cùng với sự tham gia của thầy Chiến và chị Bích Thủy quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần giao lưu cùng với thầy Chiến và chị Bích Thủy. Câu hỏi đầu tiên Thế Liễu xin được trao đổi cùng với thầy Chiến đó là thưa thầy, bệnh đậu ôm lá là bệnh mà có diện tích nhiễm cao trên lúa ở giai đoạn đẻ nhánh và hiện nay thì trên trà lúa đông xuân đẻ nhánh và thầy có lưu ý gì thêm đối với bệnh này trong thời điểm lúa đang đẻ nhánh làm đồng, một giai đoạn mà Thế Liễu nghĩ là vô cùng quan trọng để quyết định năng suất của vụ lúa ? Cảm ơn Thế Liễu. Kính thưa bà con nông dân, thì chúng ta biết là theo cái dự báo của cái khí tượng thủy văn đó bà con, thì cho tới giờ phút này là chúng ta gọi là hết mưa rồi, tức là cái mùa mưa nó đã chấm dứt. Tuy nhiên nó vẫn còn một số cái gọi là mưa trái mùa, nó còn lác đác, mưa không có lớn, nhưng mà chúng ta thấy là cái giai đoạn cái vụ đông xuân mà cái giai đoạn mà để xạ đó bà con, thì qua khảo sát chung từ Kiên Giang cho tới một số tỉnh ở Long An, thì cho tới giờ phút này chúng ta thấy là cái tiến độ xuống giống cái vụ đông xuân rất là chậm. Tới giờ này nước còn cao lắm. Hôm rồi tôi mới đi, hôm tuần rồi thì tôi thấy là còn rất là nhiều cái diện tích chưa có gieo xạ. Và cái diện tích mà gieo xạ sớm đó bà con, thì gieo xạ hồi trung tuần vào tháng 11, ngay cả tháng 10, cuối tháng 10 cũng có gieo xạ rồi. Thành ra Thí Liễu muốn đề cập tới cái bệnh đau ôn thì bà con mình biết rồi, cái bệnh đau ôn là theo tôi thì hiện nay là cái bào tử của nó gọi là nó sẵn sàng, nó có ở trong không khí rồi. Và hầu hết các cái giống mình gieo xạ ở trong cái đông xuân này chúng ta thấy là nó nhiễm bệnh đau ôn. Tôi lấy thí dụ như cái OM18 là cái giống là nó nhiễm, cực nhiễm.
nó thành ra cái vấn đề mà nó nhiễm rồi á, thì cái bào tử nó sẽ phát tán và nó lây lan. Thì qua cái bệnh đạo ôn thì khuyên bà con chúng ta này, một là nên hạn chế cái phân đạm, cái này là chúng ta thường nhắc nhở với bà con rồi. Cái thứ hai là bà con mình phát hiện cho sớm, và chúng ta phòng trị cho nó sớm một chút, đừng có để gọi là nó cụp mặt, bà con gọi là cụp mặt đó, tức là nó nặng quá cỡ cấp 7, cấp 8 rồi bà con mình mới phun, dù thuốc có hiệu quả nữa thì cái cây lúa nó phục hồi cũng rất là chậm. Và năm nay là bà con biết rồi, tức là cái năm mà cái giá lúa rất là cao, do vậy mà chúng ta phải bảo vệ làm sao được cái vụ đông xuân là cái vụ ăn chắc, được cái sản lượng và cái năng suất cao thì chúng ta sẽ có cái lời nhiều. Và xin cảm ơn bà con. Nhưng cảm ơn thầy Chiến rất là nhiều ạ. Và thưa chị Bích Thủy, khi lúa đã nhánh làm đồng thì giai đoạn này là lúa cần tích lũy nhiều dinh dưỡng để nuôi đồng, để có thể là cung cấp thêm dinh dưỡng rất là cao. Như vậy thì bà con cần phải bón phân lúa ở giai đoạn này như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất ạ? Có cần là sử dụng thêm phân bón lá trong giai đoạn này không thưa chị? Cảm ơn Thúy Liễu. Xin chúc bà con chúng ta đang theo dõi chương trình Chuyện Nhà Nông của chúng tôi cập nhật được nhiều thông tin, và bà con sẽ có một buổi sáng Chủ nhật thật là vui vẻ bên cạnh gia đình của mình. Để trả lời câu hỏi của Thúy Liệu thì Bích Thủy có một vài ý như sau. Khi mà chúng ta bón phân đợt 2 đó, là lúc chúng ta thúc cái đẻ nhánh đó, là khoảng 18 đến 20 ngày đó, sau xạ thì 5 kg ure cho một công. Rồi bắt đầu tới 25 đến 30 ngày đó, thì chúng ta nên phun phân bón lá là cái ăn nông rau humic hay là ăn nông rau cứng cây. Thì cái ăn nông rau humic và cứng cây này là nó giúp cho cái bộ rễ phát triển tốt và đẻ nhánh tốt, đồng thời là giai đoạn đẻ nhánh này chúng ta thấy là nó thường hay gặp phải con bọ trĩ nè, hay là con sâu năng, hay là ai còn gọi là mũi hành á. Thì cái việc mà phun xịt cái cứng cây này sẽ giúp cho cái cây mình nó cứng chắc và nó ngăn ngừa được cái tác hại của con bọ trĩ hay là con sâu năng. Rồi bắt đầu đón đồng từ giai đoạn từ khoảng 40 ngày á, sau khi xạ. Nhưng mà nó cũng tùy vào cái loại lúa của mình sử dụng nha. Bây giờ tôi đang nói đến cái lúa ngắn ngày. Thì chúng ta sẽ bón là 5 kg ure, 3 kg kali. Và chúng ta thấy rằng là thêm một tuần sau khi mà chúng ta đón đồng thì chúng ta nên phun kali cao. Kali cao của tập đoàn An Nông rất là tốt. Nhưng mà con trong đó nó có thêm một số cái vi lượng á. Cái đó là phần khuyến mãi của công ty. Rồi chúng ta thấy rằng nếu như mà chúng ta chỉ bón phân vô cơ đó, phân nhiều năm, thì đất của mình nó sẽ bị chai, độ pH nó sẽ bị thấp. Thì như vậy thì nó sẽ như thế nào? Như vậy thì nó sẽ tích lũy những, nó sẽ bị, đất sẽ bị nhiễm độc nè, bị tích lũy những kim loại nặng nè, rồi nó làm phá vỡ cái cấu trúc đất, hay người ta gọi là đất bị chai đó. Và một khi đất bị chai á, thì đất bị mất đi cái cân bằng hệ sinh thái, có nghĩa là các vi sinh vật hữu ích trong đất bị mất đi, và các loại vi sinh, các loại vi khuẩn có lợi á, nó không phân hủy những chất hữu cơ ban đầu ra thành những chất hữu cơ thứ cấp, và làm cho các loại siêu vi khuẩn đó, nó lại phân hủy các chất hữu cơ thứ cấp thành ra những cái enzyme, hay còn gọi là những cái vi dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. Và khi nó đã không tạo ra được thì có nghĩa là cái nông sản của mình nó cũng không có cái chất này, và chất này rất cần thiết cho sức khỏe của con người. Thì chúng ta lưu ý cái điều này nha. Chúng ta sẽ sử dụng thêm cái phân bón amino humic, hay là ăn nông rau humic, hay là ăn nông rau cứng cây như Bích Thủy đã nói rồi đó, giúp cho cây mình phát triển ở giai đoạn đầu rất là tốt, đặc biệt là ăn nông rau cứng cây. Nó cũng rẻ lắm bà con, mà một hectare gì ta xài chỉ 1-2 lít thôi, nhưng mà nó tạo ra được rất nhiều cái tốt, thuận lợi cho cây trồng mình. Nhất là chúng ta thấy rằng là cái silic đó, và lân đó, giúp cho cây mình nó hấp thu tốt, tăng cường tốt. Trong đó là trong cái cứng cây nó có nha, và nó có thể giải stress được cho cái cây lúa của mình. Như là thầy hay thường hay nói với Bích Thủy là mình rơm rạ đó, đốt lên thì nó có cái silic, nhưng mà thường thì chúng ta đã đem đi bỏ hết rồi. Do đó chúng ta cần phải bổ dưỡng cho nó bằng cách phân qua lá. Bây giờ thời đại văn minh rồi, thời đại này là phải là thời đại là tuyệt vời rồi. Yeah. Không còn cực khổ như ngày xưa nữa, mà bây giờ chúng ta chỉ sử dụng những cái công nghệ, những cái khoa học kỹ thuật, thành tựu của khoa học kỹ thuật vô trong cái sản xuất. Chúng ta chỉ cần là
theo dõi chương trình, ghi chép lại cho đúng. Và đặc biệt là nếu như chúng ta còn thắc mắc bất kỳ cái gì, Bích Thủy và thầy Diễn sẵn sàng trả lời. Các bạn sẽ cập nhật những thông tin đó cho Bích Thủy vào số điện thoại 0934779900. Thì Bích Thủy sẽ trả lời theo cái hiểu biết của mình, vượt qua hiểu biết của mình thì Bích Thủy sẽ liên hệ với thầy Diễn để trả lời cho các bạn. Xin có cảm ơn thầy các bạn. Bên cạnh đúng không ạ chị? Bây giờ là chúng ta chỉ cần sử dụng thuốc đúng cách, đúng liều lượng để cho đúng bệnh nữa thôi, bởi vì mọi thứ đã có nhà khoa học nghiên cứu ra hết rồi. Vâng, cảm ơn chị Bích Thủy đã giúp cho bà con biết được cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như là bón phân như thế nào cho đúng ở giai đoạn làm đồng và đẻ nhánh. Bà con nông dân thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi một tiểu phẩm do các nghệ sĩ nhóm Tình Cảm Bắc Sơn thể hiện quý vị nhé. Làm như nó hay lắm à. Anh em với nhau, ví dụ biết với nhau thì chỉ dẫn với nhau. Bày đặt, tài lanh. Trắng, anh Trắng, đi đâu mà lãm nhảm vậy, đi đâu? Trời đất ơi, đi đâu du lịch vậy? Đồng nhà mình đang bị rầy mà đi du lịch. Thôi, anh Trắng đi đâu mà vác ba lê vậy, anh đi du lịch. Em đi. Du lịch gì? Quýnh du lịch? Giờ đó tao đang la nó. Đi thành phố. Đi thành phố làm gì? Học nghề. Học gì? Thằng đen nó coi thường bạn bè lắm, cho nên là quyết tâm phải đi thành phố học kỹ sư hả? Học kỹ sư, vậy đúng rồi. Thôi đi về rồi nói chung là gặp thằng đen, rồi chính nói đầu đuổi với nhau, có gì đâu hai anh em cãi nhau hoài, má mày buồn dữ lắm. Không phải gì nè, nói chính nghe nè. Năm vừa rồi á, bà con mình á, bên nhà cùng xài cái vụ mà siêu chết. Bây giờ tự nhiên cái là nó xài cái gì mà siêu gì mà Good chết. Dày chết trong nháy mắt. Dạ đúng rồi. Người ta tư vấn xài xài nó không chịu, nó cứ nói mày không biết gì hết, mày đặt được xài tới xài luôn này kia rồi. Thôi bây giờ đầu đuôi như thế nào thì cũng phải gặp thằng đen nói cho ra lẽ. Đi về mày xách cái vali đi về. Cãi không? Đi về. À thôi. Đi về. Bạn bè nó coi thường nên thôi được đi. Mệt quá. Bây giờ đi về. Thôi Chính ơi, không được đâu Chính ơi. Bây giờ con làm đơn rồi nè, con có chuẩn bị mấy cái giấy xin. Ủa, mẹ im chưa? Anh đen! Ê, kìa, thằng đen kìa. Ủa, chết, mán. Ủa, thăm ruộng hả con? Ủa, con đi đâu mà đùm đi đề đồ quá trời vậy? Đồ của tao hả mày? Trắng nè. Đồ của tao. Không đi đâu á? Hỏi làm gì? Sống trời, bạn bè làm gì không hỏi như vậy nội? Tôi không biết người tôi không mua hỏi tôi. Trời ơi. Nó nói là cái gì vậy con coi thường nó. Trời ơi, mày giỡn gì rồi. Cha? Thì nó nói cái vụ gì mà cái gì đó xài thuốc rầy đó. Tâm sự với chính xài thuốc rầy. Cái vụ con mà gút chết với siêu chết như vậy. Không gì nữa. Trời ơi. Hỏi hai anh đừng cãi nghe cô Chính nói. Đen á thì đòi xài siêu chết. Dạ đúng rồi. Gồm ba chất. Ba chất đúng rồi. À, ba chất thì có là nitrobenzam nè. Dạ. Bimetrogin nè, dilubenzuron nè. Rồi, còn Trắng á thì đòi xài gút chết có hai chất. Nitemiran với dilubenzuron đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó. Mà Chính biết sao không? Tại vì cái siêu chết nó có thêm cái bimetrogin đó Chính. À, cái bimetrogin nó là cái chất để tăng cái hiệu quả diệt rầy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mà nói nghe nè. Cái gút chết mà thằng Trắng nó nói đó, dạ. Tuy là hai chất nhưng mà nitemiran cũng đủ ngưỡng diệt rầy mà. Nói chung là như vậy là tao cũng đúng chứ không? Phải không? Phải không? Nói chung hai người đều đúng hết, xài cái nào cũng tốt hết. Mình nhớ nè, siêu chết là rầy chết như rạ, còn gút chết là gì? Rầy chết trong nháy mắt đó, xài cái nào cũng được hết trơn á. Trời ơi, vậy mà nói người ta có thường đồ làm thế ghê. Thôi đi, cất đầu đi chơi đội ơi. Cái vụ mà chăm sóc đồng ruộng này nói luôn lần nè, xách cái vỏ nè. Dạ. Nói Chính nghe, năm nay là cỏ 2,4D nó bị cấm. Cho nên là xài cỏ cũng mệt lắm á Chính. Lo gì, cấm á thì mình có cái new core MCBA thay thế cho 2,4D cái một à. Trời ơi, lâu gì lâu á vậy. Nhưng mà anh đang phải lưu ý thời gian nha. Sao vậy? À đúng rồi, lưu ý thời gian. Giờ đậu vũ rồi sao nữa? Đậu vũ phải xài Sofix Trang Nông sử dụng từ 0 đến 4 ngày sau xạ. Bi nó là Retinol và Fencolorim. Con nói lưu ý thời gian á là phải nói rõ ha. Thuốc diệt mầm từ 0 đến 4 ngày, còn Newco là từ 7 đến 12 ngày nha. Bây giờ mình túm lại nè. Newco là 2,4D. Dạ. Diệt cỏ lá rộng ha. Rồi Sofix là diệt cỏ mầm từ 0 đến 4 ngày. À dạ đúng rồi. Bây giờ sạch bóng cỏ là hậu nảy mầm là từ 7 đến 12 ngày. Nhưng mà đất của nhà họ Chính
làm không có phẳng. Thì đó là cũng cái gì mà cái đất không phẳng đó đó, nên mình xài cái thuốc diệt mầm á, nó không có chết hết. Do đó là nó cỏ sót thì mình xài cái siêu cỏ gồm 4 chất, là đầu tiên là Winrush diệt cỏ gạo ha, Cihalofusp-butin là diệt cỏ đuôi vụn, Bisazumolong là diệt cỏ lá rọc, rồi cuối cùng là một cái chất mà diệt cỏ tạp đó, thì cái chất đó là nó thêm vô để hiệu lực tăng cao. Nhưng mà bố hổm mày nói mày bị bế ác cái bài kìa. Bài gì? Bài sạch bóng cỏ, mày biết không? Sạch bóng cỏ đó trong cái tài liệu á, cô có in ra rồi, ấy đưa cho anh Đen, anh Đen tập hát bài sạch bóng cỏ đi anh Đen. À, sạch bóng cỏ cái điệu Bắc Sơn Trà nè anh Đen. Nó thuộc chứ. Anh Đen thuộc không anh Đen? Anh Đen không thuộc kỳ này đuổi anh Đen luôn á. Thuộc á, tao nhấn mày xuống sình luôn mày. Nghe hát rồi. Rồi, làm đi, 2, 3. Xin bật mí an nông sạch cỏ, thuốc chuyên dùng diệt cỏ dại à nha. Diệt cỏ ngay lúc gieo trồng, sạch cỏ hết rồi lúa mọc tốt tươi. Tăng 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 tăng, sạch đúng liều nha. Cỏ chết sạch trơn, giữ độ ấm cho đồng. Chết cỏ thật nhanh, chất lượng cao. Ê, chất lượng chưa cao. Hay không? Đừng có lo hát hò không mà quên dạ. Cái điều này, giai đoạn mà nó đẻ nhánh thì phải cần cứng cây. Ui mà tao nghe nói má năm á, má năm ơi kìa, má năm ơi trời ơi, hồi sáng chị mua mớ cứng cây đúng không, mua cứng cây về xịt chưa? Chưa, hồi nãy giờ á nghe là đứng nghe hết, nhưng mà bây giờ tới năm. Dạ con chào má năm. Năm làm gì? Năm tới năm làm gì? Năm hát thêm bài nha. Mấy năm. May á là cái bài đó đó chính cũng có trong cái tài liệu của mình. Có luôn đó. Có, trời ơi, chính soạn hết trơn hết trụi à. Rồi cho mấy năm hát đi, xong rồi mình giới thiệu sơ về cái sản phẩm này. Đây nè mấy năm, đây nè tài liệu em cũng có sẵn luôn cái bài của mấy năm luôn nè. Cũng may. Mấy năm thuộc, mấy năm thuộc. Mấy năm thuộc đâu rồi. Dạ, mấy năm. Ha, năm hát nha. Đừng làm người tụi con mất uy tín nha. Ê, bài bài. Đây rồi. Ruộng ta lúa cần bón phân thuộc rồi, giờ ta kiếm tìm ngay hàng nào tốt trên thị trường. Dùng phân bón là đó là cưng cây hãy nhớ cưng cây. Mình dùng bè, cho bè. Lúa thêm nặng bông lúa ta cưng khừ sợ chi. Đụng thân cuông la. Hãy luôn tin rằng An Nông thương hiệu nhà nông. An Nông chung sức cùng nhà nông. Và các nông dân thân mến, chúng ta vừa theo dõi một tiểu phẩm do các nghệ sĩ nhóm Đền Ca Bắc Sơn thể hiện, và qua đó cũng đã cung cấp cho bà con rất nhiều thông tin để giúp bà con có thể là bảo vệ tốt đồng ruộng của mình, và đặc biệt là phương pháp diệt cỏ thế nào cho sạch đồng ruộng bà con ha. Và thưa bà con, tiếp tục nội dung chương trình ngày hôm nay, đó là nhóm câu hỏi của bà con liên quan đến bệnh vằn lá chín sớm. Nhưng mà trước khi trả lời câu hỏi này của bà con thì Tiểu Liễu xin hỏi chị Bích Thủy rằng là với những cái tiểu phẩm vừa rồi, chị Bích Thủy có thông tin gì thêm hay không ạ? Nói chung là cái tiểu phẩm của Bích Thủy vừa rồi cũng đã đưa rất là nhiều cái thông tin, thí dụ như rầy, rồi cứng cây, rồi thuốc trừ cỏ v.v. Nói chung là tiểu phẩm bữa nay hơi dài tí xíu. Do đó là Bích Thủy cũng không cần phải nói thêm gì để trả lời những câu hỏi mà khán giả đã gửi cho chương trình rất là nhiều rồi. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị ạ. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục câu hỏi của nhóm bà con liên quan đến bệnh vằn lá chín sớm ha. Và đây cũng là một trong những loại bệnh mà làm hại rất là phổ biến, ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất của lúa, gây thiệt hại về kinh tế cho nông dân. Vì vậy thì chúng ta cũng cần phải áp dụng đúng các biện pháp canh tác ngay từ đầu vụ, và phải là dùng thuốc bảo vệ thực vật đặc trị khi mà phát hiện bệnh. Và thưa thầy Chiến, như vậy thì thầy có thể cho biết rằng khi mà lúa có dấu hiệu vừa nhiễm bệnh vằn lá chín sớm á, mà vừa nhiễm đậu ôn nữa, thì bà con phải phòng trừ như thế nào đối với hai bệnh này cùng lúc để phù hợp không ạ? Dạ, kính thưa bà con, thì qua cái câu hỏi của Thế Liễu là bà con biết rồi, tức là cái vằn lá chín sớm cũng như cái bệnh đậu ôn là nó đi song song. Tại vì trong cái điều kiện ẩm độ cao, rồi cái giống nó bị nhiễm, thì như tôi nói tới là cái đậu ôn hiện nay không có cái giống nào kháng cao, từ nhiễm trung bình cho tới nhiễm cao. Rồi cái nửa vằn lá chín sớm thì khi mà vằn lá chín sớm mà chúng ta bón đạm nhiều là vằn lá chín sớm nó sẽ xuất hiện sớm, và khi nó xuất hiện sớm là coi chừng nó vằn sớm, là mình gọi là chín sớm luôn, cái lúa nó sẽ thắt. Và cái vằn lá chín sớm
thì cái triệu chứng nó rất dễ, bà con mình nhìn thấy nó có cái đốm hơi vàng ở trên lá, rồi sau đó nó kéo thẳng lên cái chóp lá, nó kéo thẳng lên luôn, nó khác cái bệnh cháy về lá là nó kéo xuống, còn cái này nó kéo lên, và rất dễ nhận dạng, và như vậy là nó do nấm, còn cái đạo ôn thì bà con mình biết rồi, như vậy là khi mà xuất hiện vàng lá chín sớm thì chúng ta có thể xử lý cùng một lúc với cái đạo ôn, tại vì nó là do nấm hết, do vậy mà chúng ta là phải quản lý nó chung một cái kiểu, tức là giảm cái đạm, đừng có bón quá cái đạm. Bây giờ bà con mình ấy, giảm cái giống là không được rồi. Nếu mà bà con chúng ta là chưa có gieo xạ thì chúng ta giảm giống được. Nhưng mà giờ gieo xạ rồi mà bị vàng lá chín sớm thì chúng ta phải dùng các cái biện pháp khác. Thí dụ như chúng ta phun cái cứng cây của An Nông đó, thì cái đó là rất tốt để cho cái nó hạn chế lại cái sự phát triển ồ ạt của cái cây lúa. Và như vậy là cái bệnh nó sẽ giảm đi. Dạ, xin cảm ơn bà con. Dạ, cảm ơn thầy Chiến ạ. Chị Bích Thủy có khuyến cáo thêm về thuốc bảo vệ thực vật đối với hai bệnh này ạ? Đối với cái bệnh giai đoạn mà đón đồng thì chúng ta thấy là nó cũng cần phải phòng rất nhiều bệnh. Thí dụ như đạo ôn, rồi vàng lá chín sớm như thầy vừa nói, rồi lem lép hạt. Rất đồng cùng một lúc mà chúng ta thấy rằng là cần phải xử lý nhiều bệnh, hay là cái lúa mình nhiễm nhiều loại bệnh như vậy gọi là tạp nhiễm, thì Bích Thủy thường hay là khuyến bà cáo bà con sử dụng Tinitili Super, đó là Difenconazole và Roviconazole, hoặc là chúng ta sử dụng cái Mifartop, đó là Azoxystrobin với lại là Difenconazole, thì cái phổ nó rộng, nó có thể xử lý được những cái nấm bệnh mà thầy vừa nói ạ. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị Bích Thủy rất là nhiều. Bà con nông dân thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Chuyện Nhà Nông với chủ đề là chăm sóc lúa giai đoạn đẻ nhánh làm đồng. Ngay bây giờ thì bà con nông dân có những câu hỏi nào thì hãy liên lạc về cho chúng tôi nhé. Thầy Chiến và chị Bích Thủy sẽ trả lời trực tiếp câu hỏi của bà con. Ngay bây giờ Thúy Liễu xin mời bộ phận kỹ thuật hãy kết nối cho chúng tôi gặp gỡ chị khán giả đầu tiên ạ. Nó chậm tốt quá. Giải phân thì cũng như năm rồi, nhưng mà sau năm nay nó chậm phát triển, nó không chịu nở. Nó xanh thì nó xanh được ngày hay ngày, nó vàng lại nó cũng nghi gan gì. Rồi nhổ rễ lên thì không thấy rễ, như nó đen thui như. Cảm ơn vị khán giả này ạ. Có thể là anh nói nhanh quá, Thế Liễu không nghe kịp tên, nhưng mà chỉ nghe được nội dung thôi. Với nội dung câu hỏi này thì Thế Liễu xin mời thầy Chiến. Dạ, xin cảm ơn anh. Thì bây giờ mình thấy đáng lẽ cái vụ rong xương là sau khi cái lũ rút thì chúng ta gieo xạ xuống là nó rất tốt, nhưng mà nói bón phân xuống nó không ăn, mà cuối cùng sao nó chậm phát triển, rồi nó bị cằn luôn, nó vàng lá luôn, và khi anh nhổ cái rễ lên là bị nó đen, thì tôi nói là chắc chắn là ngộ độc hữu cơ chứ không có đường đâu hết. Nên như vậy là ngộ độc hữu cơ thì khuyên anh là một gì rút nước cho nó cạn đi, và chúng ta gọi là thay nước đó. Nếu mà được thì anh thể có thể là bơm nước vô rồi rút ra lại lần nữa, tức là khoảng 2 hoặc là 3 lần là tốt nhất. Sau đó anh bón cái vô. Cái vô rồi anh để khô khoảng chừng 1-2 bữa gì đó thì bắt đầu nó phục hồi trở lại. Thì ở trên này tôi thấy là anh phun cái silic mà cứng cây đó, rất tốt để cho nó phát triển cái gọi là cái hiện tượng, nó tạo các cái enzyme nó chống lại thiếu cái silic, để cho nó dẫn cái silic từ cái thần cây xuống rễ. Rồi cái nữa là sao, anh bón cái humic, anh phun cái humic, bón vô cái humic là để cho tạo cái rễ mới, và khi mà anh nhổ lên anh thấy nó được rồi á, tức là bắt đầu những cái rễ mới nó phát triển rồi đó, thì anh bón theo kiểu bình thường, tức là bón đồng hoặc là chưa bón đồng thì chúng ta bón đồng, hoặc là bón rồi thì chúng ta coi lại có cần thêm cái đạm thêm hay không, tại vì nó đang mất sức mà, thì chúng ta có thể là bón thêm cái đạm hoặc là thêm cái kali để cho nó chuẩn bị nó trổ cho nó tốt. Dạ, xin cảm ơn anh. Nhưng mà nhân đây thì Bích Thủy cũng xin có khuyến cáo thế này, lúc mà làm đất xong á, phẳng hết rồi thì chúng ta sử dụng thêm phân Genki HKC, thì đây là một cái loại phân cải tạo đất rất là tốt, vì thời gian giữa vụ này và vụ tiếp theo nó ngắn quá nên là chưa có thể phân hủy hết các chất hữu cơ có hại trong cái đồng ruộng của mình, thì cái việc mà sử dụng cái HKC đó nó sẽ giúp cho ngăn ngừa được ngộ độc hữu cơ nữa à. Dạ. Dạ, cảm ơn chị Bích Thủy và thầy Chiến đã trả lời câu hỏi cho chị khán giả đầu tiên ạ. Ngay bây giờ thì Thế Liễu xin mời chị khán giả tiếp theo nêu câu hỏi. Tôi tên Lê Văn Bền ở Cờ Đỏ, Cần Thơ á. Cho tôi hỏi
để bảo vệ sinh địch giai đoạn 40 ngày sau xạ nó không sử dụng thuốc trừ sâu. Như vậy thì tới giai đoạn đón đồng thì có sâu mà gối lứa thì công ty có thuốc gì để mà trừ được cái sâu gối lứa hay không? Trước 40 ngày đó mà cái bị đậu ôn vi khuẩn đó thì mình phun cái đậu ôn vi khuẩn thì có ảnh hưởng đến sinh địch không ạ? Có nhiều nhờ chương trình tư vấn giùm ạ. Cảm ơn anh Bền đã liên lạc về cho chương trình ạ. Thế liệu xin mời thầy Chiến trả lời trước cho anh. Dạ anh Bền thân mến, thì thường thường mình gọi là 40 ngày mà không phun thuốc trừ sâu sớm anh, thì mình bảo vệ cái hệ thiên địch ở trong cái ruộng lúa rất tốt. Và anh nói là nếu mà nó bùng phát lên và nó gối lứa thì tôi nghĩ là không có. Thực tế ra trong cái cuộc đời của tôi làm bảo vệ thực vật nha, 40 mấy năm đó, không thấy khi nào mà nó bùng phát lên cái kiểu đó hết á. Tại vì thiên địch nó đang kìm hãm rồi, nó không bục phát được cái giai đoạn trước, cây lúa nó còn non mà nó không bục phát thì ở giai đoạn sau á là thiên địch nó kèm lại. Và như vậy là chúng ta thấy chỉ có trường hợp thí dụ như con rầy nâu nó di trú tới ồ ạt thì sau 40 ngày thì anh có thể sử dụng thuốc. Thì cái thuốc thì có rất nhiều cái loại thuốc để chúng ta phòng trị con rầy nâu di trú tới. Còn bây giờ anh hỏi chứ cái vi khuẩn và cái con thiên địch mình dùng cái thuốc mà trị vi khuẩn nè là cái loại thuốc hóa học, thành ra nó vẫn ảnh hưởng tới thiên địch ngay cả cái thuốc bệnh nha. Thí dụ như giờ anh phun cái bệnh đậu ôn thì cái con thiên địch nó cũng vẫn bị ảnh hưởng. Do vậy mà chúng ta phải lựa chọn những cái loại thuốc mà nó ít có độc hại tới cái hệ thiên địch hơn, hoặc là có độc hại thì anh phun nha. Cái giai đoạn cuối rồi thì chúng ta cũng cần, nhưng mà không có cần nhiều cái mức độ thiên địch, cái giai đoạn thiên địch nó cũng ít thôi. Do vậy mà chúng ta phun một lần rồi chúng ta ngưng, đừng có phun liên tục, như vậy là cái con thiên địch nó không phục hồi được. Tôi khuyên anh là nếu có cần thì chúng ta phun rồi chúng ta ngưng một là lựa cái loại thuốc nào cho nó tốt, hoặc là phổ nó cộng lại nhiều cái loại thuốc nó trị luôn 2-3 cái loại bệnh gì đó thì nó tốt hơn, chứ không có nên phun đi phun lại 3-4 ngày phun lần là cần. Dạ xin cảm ơn anh. Dạ cảm ơn thầy. Chị Bích Thủy bổ sung gì thêm? Bích Thủy, theo Bích Thủy thấy thì là trước 40 ngày mà bị đậu ôn á thì đôi khi là cũng không cần phun, là bởi vì lý do lúc đó cây lúa mình nó bù lá rất là nhanh. Và đặc biệt nếu anh sử dụng cái cứng cây đó nha thì là nó cũng đã kháng được, nó cứng chắc bề mặt của nó ngon lành lắm, thành thử ra là nấm bệnh bào tử nấm mà có bám vô thì cũng không phát triển được nhanh. Tuy nhiên rằng Bích Thủy cũng vẫn phải hướng dẫn cho anh, nếu trong trường hợp nó quá mạnh quá nhiều thì anh sẽ sử dụng cái isotretinoin nha. Cái này là rẻ tiền, tại Bích Thủy không có hướng dẫn sử dụng những cái loại thuốc đắt tiền đâu, nó đúng cái bệnh và thuốc rẻ là Bích Thủy sẽ hướng dẫn cho các anh. Và sản phẩm đó mang tên là Anfuan, hoặc chúng ta có thể sử dụng cái bom ăn nông với cái gốc là chisilazone cộng với isotretinoin. Còn hồi nãy thầy nói đó, những nếu như mà dịch bệnh nhiều mà chúng ta cần phải sử dụng thì lựa thuốc gì, thì chúng ta nên sử dụng thuốc sinh học. Thuốc sinh học để trị những cái loại như là bọ trĩ trong cái giai đoạn 40 ngày đó, thì chúng ta sẽ sử dụng là cái sản phẩm hết sâu hoặc là Gongen. Như Bích Thủy nói từ đầu, nếu như anh còn thắc mắc vấn đề gì thì hãy liên hệ với Bích Thủy trên Facebook mà Bích Thủy đang livestream chương trình này, hoặc có thể là liên hệ với Bích Thủy số điện thoại 0934779900 nha. Chúc anh bảo vệ mùa màng thành công và đạt năng suất cao ạ. Dạ xin cảm ơn. Dạ cảm ơn chị Thủy và thầy Chiến. Thế Lưu cũng đã nhận được tín hiệu giao lưu của một vị khán giả ở Vĩnh Hưng. Xin mời vị khán giả này nêu câu hỏi ạ. Tôi tên Phạm Văn Trọng, ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Cái điện thoại của tôi là 0965 838 178. Cho tôi hỏi với các nhà khoa học như sau. Cái bệnh đậu ôn nó cao tấn công nhiều thời điểm quá. Cho hỏi á, cái bệnh đậu ôn á trên lá nè, trên cố hạt, trên cố bông, hỏi á nó cùng một loại nấm hay là khác loại nấm với nhau. Cái thứ hai là cho tôi hỏi á, cái bệnh đậu ôn mình á, nếu một loại thuốc á cùng một hoạt chất á và con nông dân mình á phun nhiều lần á, nó có làm lần thuốc kháng thuốc đối với bệnh đậu ôn hay không? Và cái ý sau cùng cho hỏi á, cái bệnh đậu ôn mình á nó có lây lan á
theo gió, theo nước, hay theo giống, gây ra những bệnh vi khuẩn hay, hay không. Các nhà học á, khuyến cáo bà con nông dân mình á, phun là khi ráo mùa sương, dậy cho hỏi á, cái bệnh đơn á, mình phun vào thời điểm nào, ra sao, đặng đạt thừa cao á, trong vụ đông xuân này và trên hết á. Cảm ơn anh Trọng rất là nhiều ạ. Tiếp theo xin mời thầy Chiến trả lời câu hỏi của anh liên quan đến bệnh đậu ôn. Dạ anh Trọng thân mến, thì nó là một loại nấm anh ạ. Nó gây hại tùm lum hết trơn luôn, ngay cả cái đốt thân, rồi cái trên lá, rồi trên bông, ngay cả trên hạt. Thì chúng ta thấy là nó một loại nấm thôi mà cái tên khoa học của nó là Biriquillaria origae. Thì cái này là một loại nấm. Còn cái nữa anh hỏi một cái loại thuốc mà phun mấy lần thì nó kháng đó. Thì anh biết là thường thường mình khuyên bà con nên gọi là luân phiên cái gốc thuốc để cho cái nấm hoặc là cái con sâu nó đừng có kháng, là luân phiên. Nhưng mà các nhà khoa học khi mà họ nghiên cứu rồi họ khuyến cáo cái thuốc á, thì anh hỏi phun mấy lần thì nó kháng á, thì không có bao giờ nó kháng ngay. Như cái bệnh đậu ôn mà anh biết cái Ketagin tới giờ này vẫn phun vẫn còn tốt, tức là nó không có kháng ngay đâu. Và mấy lần thì phun nó bây giờ thí dụ như vậy, cái bệnh đậu ôn nó xuất hiện ở cái ruộng ông A đó, thì ổng phun một lần rồi, rồi giờ nó bay qua bên ruộng mình cứ nghĩ mình mới phun, nhưng mà thực tế ra nó bay qua bên mình là sao, mình phun lần thứ hai rồi. Như vậy là phun ông này phun ông kia phun, như vậy là tính bằng năm chứ không có tính bằng vụ hoặc là mấy lần phun một hai lần là không bao giờ kháng hết. Anh an tâm cái chuyện đó, nhưng mà vẫn khuyên là nên luân phiên cái gốc thuốc lên nhau để cho nó đừng có kháng. Còn hỏi với cái vi khuẩn và cái đậu ôn lây lan bằng cách nào thì trong không khí này, vi khuẩn thì nó vô vào nước luôn. Còn cái đậu ôn thì nó chỉ không khí thôi, nhưng mà không khí thì anh biết rồi, nó đi ở trong không khí nó cũng có nước chứ không phải là không khí không. Nó thành ra nó lây lan đủ con đường hết. Và hỏi bây giờ phun cái lúc nào là tốt nhất là lúc ráo sương, tức là cái mùi sương nó không còn, khi mà còn thì sao? Mình phun xuống cái nước nó động lại và nó rớt xuống, như vậy là lòi cái vết bệnh ra, không hiệu quả. Dạ, nên phun cái lúc mà nắng nó hơi ráo một chút xíu là tốt. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, về thuốc đậu ôn cũng như là lần thuốc như anh hỏi thì như thế nào chị Bích Thi? Anh Trọng ở Vĩnh Hưng ha. Vĩnh Hưng là cùng tỉnh với lại công ty nông á. Bích Thủy, công ty Bích Thủy ở Đức Hòa. Liên quan đến cái việc mà thầy nói kháng thuốc phải sử dụng nhiều gốc thuốc khác nhau thì anh yên tâm đi, bây giờ là rất nhiều gốc thuốc trị đậu ôn. Thí dụ như tin Italy Super, ngoài cái lem lép hạt ra cũng trị được đậu ôn, nó là difenconazole cộng với robiconazole đúng không, rồi còn thêm là chisilazole thì cộng với sunfua, đặc biệt là có phenosanin là một cái gốc thuốc mới được du nhập vào Việt Nam mình thì rất là tốt. Nó nằm trong cái sản phẩm Kitini của tập đoàn An Nông. Do đó nếu mà nói về đạo ôn mà anh muốn trị ở giai đoạn nào thì phải nói là thuốc của tập đoàn An Nông có đầy đủ. Yeah. Nếu đạo ôn lá thì nãy Bích Thủy giới thiệu rồi là Anvuan với là Pom An Nông. Tại sao Bích Thủy giới thiệu cái loại đó tách riêng ra? Vì nó rẻ và nó xử lý giai đoạn lá. Còn giai đoạn mà chúng ta xịt phòng á, thì rất là nhiều nè. Anh có thể mua là Bim An Nông, là Chisilazone, là Tinilis Be, rồi Kitini vân vân. Rất là nhiều nha anh. Nếu anh rối quá thì liên hệ với Bích Thủy để Bích Thủy chỉ anh một loại thuốc vừa rẻ và tốt nhất. Và Kitini đang là được thịnh hành nhất, bao gồm Chisilazone, Sunfua và Phenosanin. Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Dạ, cảm ơn chị Bích Thủy rất là nhiều ạ. Và bây giờ thì Thế Liễu cũng đã nhận được tín hiệu giao lưu của một vị khán giả ở Đồng Tháp. Ngay bây giờ bộ phận nghệ thuật hãy kết nối cho Thế Liễu đi ạ. Xin chào chương trình ạ. Tôi tên là Lê Văn Phước á, ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại là 0342930357. Đối với chương trình tôi có vài câu hỏi như sau. Thứ nhất thì cho tôi hỏi mà tại sao có giai đoạn đồng cẩu lại dễ bị sâu bệnh tấn công hơn các giai đoạn khác? Lúa mà thiếu đạm thì ta coi theo bảng sâu màu lá lúa. Còn lúa mà thiếu kali, canxi và silic thì ta nhận biết qua đường nào? Rễ, thân hay là lá? Ý nữa bây giờ lúa tôi lại giống đại thông 8 35 ngày rồi. Nhưng mà tính bón phân bón đồng thì nó bị đầu ôn. Thì cho tôi hỏi bây giờ nếu mà tôi bón phân trước hay là mình phun thuốc trước, cách nào nó hiệu quả hơn? Cái thứ ba nữa, bây giờ cái lúa mà giai đoạn đồng cẩu đó, nếu mà tôi sử dụng cái bộ giải pháp của công ty An Nông á, Tinilisper cộng siêu việt để trị vi khuẩn và lấy lớp hạt á,
thì có giúp quản lý cái giai đoạn đồng tổ lên lá hạt và dàn lá chín sớm không? Đặc biệt là cái bệnh dàn lá chín sớm, hiện nay cái bệnh nó cháy vì lá quá nhiều, vi khuẩn là cháy vì lá nè, vi khuẩn thú thân, vi khuẩn thú rễ nó cùng một loại hay mấy loại. Xin nhờ các nhà khoa học hướng dẫn dùm, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn anh Phước ở Đồng Tháp đã liên lạc về cho chương trình. Thế là xin mời thầy Chiến trả lời câu hỏi của anh. Dạ, anh hỏi bây giờ tại sao mà lúc đồng á, thì mình thấy nó sâu bệnh nhiều hơn đó. Tại vì cái lúc đồng là nó không còn cái ra cái lá mới, nó nằm ngay đó thôi. Ví dụ như cái bệnh đậu ôn ngay lúc đầu hoặc là cái vi khuẩn cháy bì lá ngay lúc đầu, mình thấy nó cái lá nó thay đổi liên tục. Thành ra cái lá cũ nó mất đi, còn cái lá mới nó còn lại thì mình thấy nó ít bệnh hơn. Rồi cái nữa là cái giai đoạn từ đồng trở về sau là cái lá nó vẫn nằm đó, thành ra nó bệnh ít bệnh nhiều vậy, từ từ anh thấy nó bệnh rất là nhiều. Và như vậy là lá nào cũng bệnh hết trơn nếu mình trị không hết. Do vậy mình thấy nó nhiều, chứ thực tế nó cũng cái là một số loại bệnh y như vậy thôi anh. Còn bây giờ anh hỏi thiếu là thí dụ như thiếu đạm thì mình thấy là so màu lá lúa, giờ thiếu cái một số loại khác, thí dụ như kali. Kali thì anh thấy là nếu mà thiếu là nó đỏ cái đọt lá, nó giống như cái cháy bì lá vậy, nó giống như bị xì phèn vậy đó. Nhưng mà anh nhìn vô là anh thấy nó khác, nó không phải xì phèn là nó lại là nó bị ở dưới cái gốc, nó đen nữa, nó bị đỏ rồi đen, cái lá nó khác. Còn cái anh thấy bây giờ ở cái thí dụ như tôi lấy thí dụ như cái thiếu cái canxi, mà trong cái điều kiện mà nước mặn nó về thiếu cái canxi đó, thì anh thấy cái hột nó bắt đầu, cái bông của nó cũng vậy đó, nó sẽ chuyển sang cái màu trắng rất rõ. Và như vậy là mình nhìn cái gốc, tùy theo cái phân mà mình nhìn cái gốc hay là nhìn cái lá để mình đoán. Còn cái phân bón thì anh nói là giờ nó tới cử rồi mà cần bón đồng thì nên phun thuốc trước hay là bón phân trước, thì theo tôi là nên phun thuốc trước. Còn cái tới đồng thì cứ bón, còn cái phun thuốc thì cứ phun thôi, chứ không có để là bón phân trước hay là phun thuốc trước. Dạ, xin cảm ơn anh. Còn liên quan đến cái việc mà anh hỏi là dùng cái bộ mà tiên tiên ly super cộng với siêu việt thì như thế nào, thì Bích Thủy thấy rằng là cái lúc mà chúng ta phọc phun để mà phòng lem lép hạt thì chúng ta cứ chăm bẩm vào cái việc là để cho nó đừng lem lép hạt. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng lúc đó muốn không lem lép hạt rồi mà hạt lúa nó càng no tròn thì cái giả lúa mà nó càng nặng cân đó. Thì do đó Bích Thủy mới đưa ra một cái thí nghiệm là cùng giai đoạn phun lem lép hạt cộng thêm cái siêu việt, tức là fulvic acid á, thì cái hạt của mình nó vô no tròn và sáng rất là đẹp. Nên Bích Thủy thường hay đưa ra một cái bộ. Không, Bích Thủy thì không có hướng dẫn tiên Elizabeth và tiên Elizabeth hơi mắc. Nhưng mà nếu anh có điều kiện sử dụng tiên Elizabeth thì quá tuyệt vời. Mà Bích Thủy thường hay nói là Anovin cộng với siêu việt. Bởi vì sao chúng ta sử dụng Anovin? Vì Anovin nó chính là hexaconazole. Đây là một cái gốc thuốc phải nói là nó rẻ tiền và nó trị lem lép hạt cũng khá tốt. Do đó là cái bộ Anovin cộng với sản phẩm siêu việt, ngoài cái việc mà ngăn chặn lem lép hạt ra thì cái fulvic acid, cái phân tử của nó nhỏ lắm, nó rất là dễ mà cho cái hạt lúa của mình nó hấp thụ vô để cho hạt lúa nó no tròn và đẹp. Thì anh cứ thử đi nha, anh sẽ thấy cái hiệu quả so với lại chúng ta không xài cái siêu việt. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn chị Bích Thủy. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dành thời gian giao lưu với một vị khán giả nữa ạ. Dạ, tôi tên là Trần Thị Ánh, ở Tân Trụ, Long An. Số điện thoại là 0834613896. Và trước tiên thì tôi xin chúc tất cả mọi người một sáng Chủ nhật thật an lành và hạnh phúc. Và sau đây là câu hỏi của tôi. Dạ, nhiệt độ lúc lúa trổ quá thấp dưới 20 độ C hoặc quá cao trên 30 độ C và thiếu nước, đồng thời bón quá nhiều phân đạm ở thời kỳ tượng đồng, có làm tỷ lệ hạt chắc thấp không? Và cây lúa có ảnh hưởng đến số lượng hạt trên mỗi bông không? Vì sao cây lúa ở giai đoạn làm đồng đến chỗ chính cần phải bảo vệ nghiêm ngặt? Giai đoạn nào quyết định đến năng suất của lúa? Và câu cuối cùng là trên cây lúa thì vi khuẩn nên phòng hay là trị cách nào tốt hơn? Dạ, xin cảm ơn và xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn chị Ánh rất là nhiều ạ. Em cũng chúc chị có ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc chị nha. Với câu hỏi của chị thì Tiết Liễu xin mời thầy Chiến trả lời trước. Dạ, chị Ánh thân mến, thì một là cái gì? Cái nếu mà cái nhiệt độ nó quá thấp đó, là cây lúa nó trổ rất là chậm. Do vậy mà chúng ta phải can, nếu mà cái nhiệt độ ở trong cái vụ đông xuân này mà nó thấp á, dưới 20 độ thì thường thường ít lắm, nhưng mà dưới 25 độ là anh chị thấy nó sẽ đồng muộn. Do vậy mà chúng ta phải bón cái đồng nó hơi nhiều cái phân chút xíu để cho những cái chồi nó chỗ sao đó nó sẽ chắc. Còn nếu mà nó cao quá là sao? Lúa đương nhiên nó bị lép. Cái nhiệt độ mà trên 32 độ là lúa nó tự động nó lép, tại vì thụ phấn không được. Thì cái đó là chị thông báo cho chị biết. Còn cái giai đoạn đồng đến chỗ chính thì cái giai đoạn nào là quyết định cái năng suất, thì tôi thấy là cái giai đoạn nào cũng vậy. Nếu mà giờ cái số chồi trên mét vuông mà nó thấp quá, tức là cái giai đoạn rễ nhánh, thì nó cũng quyết định đến cái năng suất. Rồi đồng trổ cũng vậy, cái số hạt trên bông mà ít quá cũng ảnh hưởng tới năng suất, thì chúng ta phải lo cho hết, tức là giữa cái giai đoạn mạ, rồi đẻ nhánh, rồi đồng trổ, vân vân. Bây giờ chị hỏi cho cái vi khuẩn thì phòng trị lúc nào là tốt, thì đối với vi khuẩn lá thì chúng ta khi thấy xuất hiện thì phun, còn nếu mà ở trên cổ bông thì phun ngừa. Dạ, xin cảm ơn chị. Chị Bích Thủy có tiếp lời thầy không ạ? Liên quan đến vấn đề mà vi khuẩn thì Bích Thủy xin được giới thiệu với chị là thuốc siêu khuẩn nha. Thuốc siêu khuẩn thì nó có là Rodofone với Alisilic Acid. Thì khi chị phun vào thì cái lúa nó ngoài trừ nó ngăn chặn bệnh ra, và cái lá lúa cũng rất là đẹp. Và nếu như ở giai đoạn đó mà chị luôn bị cây lúa của mình nó vừa bị nấm vừa bị khuẩn, thì chúng ta sẽ sử dụng cái bikin, đó là bitmethylzone nè, sunfua và phenosanin, thì nó trị khuẩn nhà nấm luôn. Và Bích Thủy thấy rằng là thầy nói rằng là không phải là giai đoạn nào là quan trọng nhất, mà chúng ta phải là chăm sóc cây lúa từ giai đoạn đồng cho tới giai đoạn trổ. Thì bộ thuốc của tập đoàn An Nông cam kết sẽ có thể phục vụ cho cây lúa của mình đầy đủ hết. Do đó mà chúng ta sẽ liên hệ thường xuyên với tập đoàn nông. Còn nếu như mà chúng ta thấy là bất tiện cho cái việc mà nhắn tin trả lời chậm gì đó, thì chúng ta có thể lên Google, chúng ta vào cái thanh tìm kiếm đánh chữ An Nông, rồi chúng ta insert ra thì nó sẽ dẫn dắt chúng ta đến là cái trang web của An Nông. Trên đó có rất nhiều bài của thầy Chiến viết về bảo vệ cây trồng nói chung và từng loại cây nói riêng. Thì Bích Thủy nghĩ là bộ thuốc và cái sự hướng dẫn của thầy Chiến sẽ giúp chúng ta bảo vệ mùa màng thật tốt. Và dạ, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị Bích Thủy và thầy Chiến đã trả lời câu hỏi cho chị Ánh ạ. Đã nói rồi, nắng nóng, thiếu nước xì phèn, đợi mưa rồi xạ mà không chịu à. Đừng có lo, có Amino Humic giúp cây phát triển trong điều kiện khắc nghiệt. Acid Humic phát triển bộ rễ, quang hợp tốt, cây khỏe mạnh, chắc chắn sau này không thể tấn công. Amino acid giúp cho cây lúa cân bằng nước, hấp thụ tốt phân bón gốc và dinh dưỡng trong đất, tăng hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật, giúp cây hấp thụ tốt, rễ bị bền bao. Amino tất ăn không thể thay đổi. Mua siêu chét là đầy chết như rạ, mà không có chịu nghe để cãi tôi không hà. Phải hai ơi, gút chết gầy chết trong nháy mắt tốt hơn đó hai. Gút chết chỉ có hai chất thôi, còn siêu chết ba chất, ba phải thắng hơn hai rồi. Không phải gì vậy, hai ba chất không có quan trọng, miễn sao cái nitemiran đủ ngưỡng là gầy chết xanh. Hai nổi gút chết đó mà thất mùa đó là chính phải đền cho hai nó nha. Mình chính đi siêu chết gầy chết như là gút chết gầy chết trong nháy mắt. Sản phẩm trừ gầy của tập đoàn An Nông, không xịt phòng đạo ôn, giờ đạo ôn cổ bông đầy độc chết chắc rồi. Giai đoạn đồng rổ mà bị đạo ôn cổ bông kiểu này là giảm năng suất chắc luôn. Kitini có sân cua, DC, phenosanin triệt đạo ôn. Phenosanin vừa khống chế mà vừa điều trị mất bệnh đạo ôn tuyệt hảo hay. Ai nhớ rồi, phòng trị đạo ôn hữu hiệu phải dùng Kitini của tập đoàn An Nông. Kitini có phenosanin hoạt chất mới, không sợ lợn uống. Kitini thuốc phòng trị bệnh đạo ôn cổ bông 3-1 của tập đoàn An Nông. Nhân thân mến, thời lượng chương trình không còn, Thế Liễu xin kết thúc phần giao lưu tại đây. Và ngay bây giờ thì Thế Liễu xin chúc mừng anh Lê Văn Phước ở Đồng Tháp, có số điện thoại là 0342930357, được bình chọn là người có câu hỏi hay trong chương trình. Chúng tôi sẽ liên lạc và gửi quà cho anh qua đường bưu điện sớm nhất. Và câu hỏi cuối mà chị Bích Thủy đưa ra cho bà con trong chương trình ngày hôm nay, đó là bà con hãy kể tên phân bón hoa lá ở giai đoạn đẻ nhánh để đạt được hiệu quả cao. Thế Liễu xin lặp lại câu hỏi, đó là bà con hãy kể tên phân bón hoa lá ở giai đoạn đẻ nhánh để đạt được hiệu quả cao.
Câu trả lời tham gia chương trình thì bà con nông dân hãy vui lòng gửi về địa chỉ email là annongbichthuy@gmail.com, chuyện nhà nông là a34@gmail.com hoặc là gọi điện thoại vào số là 02723 835900. Nếu gửi thư để tham gia thì bà con hãy gửi thư về Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Long An, số 31A, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Chúng ta sẽ chọn ra khán giả trúng thưởng và gửi quà cho bà con theo đường bưu điện. Nếu cần thêm những thông tin liên quan đến mùa vụ, dịch hại hay là các sản phẩm của tập đoàn An Nông thì bà con hãy nhắn tin nhà số điện thoại là 0934779900. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho bà con, nhưng lưu ý là chúng tôi chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi nhé. Ngoài ra thì bà con cũng có thể truy cập vào website là annongvn.com hoặc là Facebook Bích Thủy An Nông. Tại đây các câu hỏi chưa được trả lời trong chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải và trả lời cho bà con. Chương trình truyền hình trực tiếp chị Nghe Nông đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy Chiến và chị Bích Thủy đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm đón xem và đặt câu hỏi trong chương trình. Trân trọng cảm ơn tập đoàn An Nông đã phối hợp với chúng tôi thực hiện chương trình này. Chương trình sẽ được phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút thứ tư ngày 6 tháng 12 trên sóng LA34 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Còn bây giờ thì Thiếu Liễu, những người thực hiện chương trình cũng như là thầy Chiến và chị Bích Thủy mến chào tạm biệt bà con nông dân nhé.